Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước điện thoại cũ đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về rất là nhiều máy cũ giá rẻ dành cho mọi người nha. Giá hôm nay dao động chỉ từ 190.000 cho tới máy cao nhất chỉ là giá 1.450.000 thôi nha mọi người ơi. Và cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì có thể ghé qua cửa hàng xem máy, và anh em ở xa thì phiền anh em cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Và hình thức đặt cọc bên shop á, là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là anh em chuyển khoản qua ngân hàng đều được nha. Hàng bán ra thì bao cho anh em xài 7 ngày, lỗi mình đổi máy khác. Và mình đã bán máy cũ với một cái giá hợp lý rồi, nên là Phước không tặng kèm phụ kiện cũng như là không bao phí ship cho anh em nha. Tiền mà máy và cộng phí ship là 35.000 nữa nha mọi người ơi. Và máy cũ rồi nên là hầu hết máy của Phước bán đã qua thay thế linh kiện hoặc đã sửa chữa rồi nha. Thì con nào zin thì Phước sẽ báo cho anh em luôn, còn con nào mà Phước chỉ mô tả sơ về tình trạng chức năng á thì anh em hiểu là máy đã qua thay thế màn hoặc là thay thế pin gì rồi hoặc là nha anh em. Rồi thì không làm mất thời gian của anh em nữa thì Phước sẽ vào máy trực tiếp ngày hôm nay luôn. Thì đầu tiên mã số 0 nha mọi người là con iPad mini 1. Con này thì bản 16GB, máy ngoại hình có trầy có phẩy nha mọi người ơi. Con này thì xài wifi nha mọi người, xài wifi bản 16GB, iOS của nó là 9.0 nên là mọi người không xài được YouTube trên ứng dụng nha. Mình xài YouTube trên Safari và mình muốn tải gì thì mình đăng nhập vào cái iTunes này là mình tải vẫn bình thường nha mọi người. Thì thông tin của máy đây, đây con này là bản 32GB luôn nha mọi người ơi, không phải bản 16GB mà bản 32GB nha. Và mọi người để ý kỹ giùm mình là ở xung quanh viền á, máy nó bị phản quang viền nha mọi người. Đây nè, nó đỏ đỏ mọi người thấy không, đó là máy nó bị phản quang viền thôi nha, chứ không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Cam trước cam sau vẫn rất là ok. Và con này là bản 32GB iPad mini 1 nha mọi người, vẫn xài được Zalo, Facebook, YouTube trên Safari vẫn ok nha. Rồi mã số 0 iPad mini 1 để cho mọi người 490.000. Tiếp theo là 190.000 là con Samsung Z3 2016. Cây này thì bị lỗi mic, nghĩa là người ta nói thì mọi người nghe, nhưng mà mình nói chuyện lại thì người khác sẽ không nghe ha. Còn lại tình trạng của nó là full chức năng, vẫn xài được Zalo, Facebook, YouTube các kiểu nha mọi người. Con này thì cho mọi người đem về chữa cháy cho bé xem, nghe phim, nghe nhạc khá là ok nha mọi người ơi. Mã số 01 Samsung Z3 2016, giá là 190.000 thôi nha. RAM 1 bộ nhớ 8GB, 190.000. Tiếp theo là 350 là con Samsung Z2 Rim nha mọi người. Máy đẹp ken luôn nha mọi người ơi. Samsung Z2 Rim màn hình đẹp, màn đẹp luôn nha. Vỏ viền rất là ok, màn hình rất là đẹp luôn nha mọi người. RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, máy đẹp mới 99% luôn nha. Màu hồng. Con này thì mọi người vẫn xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok bình thường nha mọi người. Chữa cháy thì cực kỳ là ok luôn. Chữa cháy với con này khá là ok nha mọi người. Chỉ với 350.000 thôi nha. Mọi người sẽ hữu được con Samsung Z2 Rim màn đẹp nha mọi người. Màn rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Samsung Z2 Rim, RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, 350.000 mã số 2. Mã số 3 cũng giá 350.000 luôn nha mọi người, cũng là một con Samsung Z3 2016. Con này thì nó khác với con kia ở chỗ là con này là máy full chức năng ha, và Android 5.0 thôi, nên là mọi người không xài được YouTube đỏ, mình xài YouTube xanh nha. Mọi chức năng vẫn xài khá là ok. Samsung Z3 2016, RAM 1, bộ nhớ 8GB nha mọi người. Máy zin full luôn, 350.000 mã số 3, Samsung Z3 2016 nha. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là con Samsung Z5 nha mọi người. Để mình bóp mấy cái vỏ nó lại. Cái vỏ máy zin đó mọi người, nên là bóp hơi khó một xíu nha. Đây là Samsung Z5 2015, RAM 1.5, bộ nhớ 8GB luôn. Thì nó cấu hình nó cũng như con Z3 thôi mọi người. Android 5.0 nên mọi người vẫn xài YouTube xanh nha, không xài YouTube đỏ được, vẫn xài được Zalo, Facebook và TikTok. Máy zin full luôn nha mọi người, mọi chức năng xài ok hết nha mọi người. Ngoại hình thì có trầy có phẩy, cũng giá 350.000 mã số 4 Samsung Z5 nha mọi người, 350.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 5, 390.000 đây là con iPhone 6G, máy full chức năng luôn nha mọi người. Vân tay đầy đủ bản 32GB, nứt kính và mức kính đó mọi người, để mình bôi tỉnh này, nứt kính, mực màng, iCloud hiện mọi người không được reset, vân tay còn đầy đủ. Cam trước cam sau nét nha mọi người. Đó, bản 32GB luôn nha.
bản 32GB, có iCloud, mọi người không reset, mọi người muốn xài thì đăng nhập vào iTunes xài nha. Máy là full zin luôn, pin 89%, pin còn khá là ok mọi người, chỉ với 390.000 thôi nha. Mã số 5, iPhone 6G, 390.000. Tiếp theo là 490.000 là Oppo F1S nha mọi người. Tình trạng máy là full chức năng, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, Android 5 chấm thì mọi người vẫn chỉ xem được YouTube xanh thôi nha, không có được YouTube đỏ, vẫn xài được Zalo, Facebook, YouTube và Zalo, TikTok và Facebook nha mọi người. Cam trước cam sau cũng nét nha mọi người. Đó. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Oppo F1S mã số 6, giá của nó là 490.000. Tiếp theo là 490.000 mã số 7 là Samsung Z Pro nha mọi người. Tình trạng của nó là máy full zin, mẻ nhẹ xíu hay ở đây và ở đây nha mọi người. Đây nè. Đó. Bị mẻ chỗ sai chỗ đó thôi nha mọi người, còn lại là máy full zin luôn nha mọi người ơi. Samsung Z Pro, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Máy zin full luôn nha mọi người ơi. Cam trước cam sau nét nha. 490.000 Samsung Z Pro mã số 7. Tiếp theo là mã số 8. 590.000 đây là Samsung Z6 Plus, con này là máy tình trạng là xài full chức năng nha mọi người, vỏ ngoài đẹp ken gần như mới luôn nha. Tình trạng chỉ có bị mực ở đây thôi. Đó, mực trên màn mọi người thấy không? Rồi nó chỉ có vậy thôi, còn lại mọi chức năng xài bình thường hết nha mọi người. Cam trước cam sau nét nha, pin rất là trâu bò, bản RAM 3 và nhớ 32GB, chạy công nghệ, ráp công nghệ hồi cho bé xem phim, nghe nhạc, chơi game rất là ok nha. Mã số 8, Samsung Z6 Plus, để cho mọi người giá là 590.000. Tiếp theo là mã số 9, cũng là một con máy chạy rất là mượt mà các tất cả các app luôn nha mọi người. Samsung Z7 Rim, ngoại hình đẹp gần như mới luôn nha, bị trầy xíu đây thôi ha. Máy bị trầy đúng không? Nó chỉ bị dơ một xíu thôi nè, mà hình gần như đẹp ken luôn á mọi người. Con này thì tình trạng của nó là nó chỉ bị hư nút giảm âm lượng thôi. Nè, hư nút giảm nè. Thì mọi người muốn tăng giảm âm lượng á, mình bấm trong đây, bấm nút lên rồi bấm kéo lên kéo xuống như này ha. Samsung Z7 Rim, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Ngoại hình đẹp ken, giá 590.000, chỉ bị hư nút giảm âm lượng thôi nha. 590.000 Samsung Z7 Rim, mã số 9. Hư nút giảm âm lượng. Rồi, mã số 10. Mã số 10 ở đây mình có Samsung A6 nha mọi người, pin trâu bò ha. 650.000, RAM 3, bộ nhớ 32GB, Samsung A6. Thông tin điện thoại đây mọi người, Samsung A6 nè mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình sáng đẹp không ám ố luôn nha mọi người ơi. Pin rất là trâu bò nha. Chạy app hay là chạy bất cứ các ứng dụng thì rất là mượt mà luôn. Mã số 10 Samsung A6, giá là 650.000. Tiếp theo là mã số 11 là Samsung Z6 nha mọi người, bỏ zin theo máy luôn nha. Màn hình đẹp không ám ố luôn. 650.000 luôn nha mọi người, RAM 3 và nhớ 32GB nha. Thì những con A6 và những con Z6 thì cấu hình nó ngang nhau nha mọi người. Đây, ngoại hình nó có trầy có khỏe nha mọi người. Mã số 11 Samsung Z6, giá của nó là 650.000 luôn. Tiếp theo là mã số 12, cũng là một Samsung Z6 nữa mọi người, mà con này màu gold, máy đẹp hơn nha. Cũng 650.000 luôn nha mọi người. Vì nó là cấu hình như nhau rồi nên là mình không review nhiều ha, mình chỉ review cho nhanh cho anh em có thể coi được nhiều máy hơn nha. Màn cũng đẹp không ám ố luôn nha mọi người. 650.000 Samsung Z6 mã số 12. Và cuối cùng dòng Z6 là 650.000 nữa là con máy màu tím nha mọi người. Con này cũng máy đẹp ken luôn, chỉ có màn hình là phẳng, màn hình là ám. Đây, màn hình ám nha mọi người. Màn ám, mọi người để ý kỹ với mình đó. Mọi thấy màn ám không? Nó bị cắt ngang màn hình đó mọi người. Máy mang men zin, màn zin full zin luôn nha mọi người. Samsung Z6 luôn nha mọi người, màu tím, màn ám nha. Mã số 13, để cho mọi người con này giá cũng 650.000 luôn nha. Tiếp theo là mã số 14 là con iPhone 11 Pro Max Trung Quốc nha mọi người, bị nứt kính lưng. Và con này xài sim sóng nghe gọi ok, wifi ok nha mọi người. Chỉ có điều là nó không xài được mạng dữ liệu, nghĩa là không xài được 4G. Mọi người bật 4G nó không vô mạng được nha, phải xài wifi nó mới vô mạng được. Mã số 14, iPhone 11 Pro Max nha mọi người, 11 Pro Max Trung Quốc. Mình đã tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube và TikTok cho mọi người rồi, về chỉ có xài thôi. Cam trước cam sau cũng khá là ok. Vì là máy Trung Quốc rồi nên là bộ nhớ ảo, nên mọi người đừng hỏi nó là bao nhiêu GB nha mọi người. Bộ nhớ ảo nha. Đó.
Tram cũng rất là nét nha mọi người. Thì con này mọi người để xài chơi thôi, không nên là xài máy chính nha mọi người. Để mua về xài chơi hoặc là sưu tầm cho nó đẹp thôi nha mọi người. Rồi mã số 14 Samsung iPhone 14 11 Pro Max, mã số 14 giá là 650.000 nha mọi người. Mã số 15 là con Vivo Y91 nha mọi người. Y91C RAM 2 bộ nhớ 32GB. Ngoại hình đẹp, màn đẹp luôn, không ám ố luôn nha mọi người. Vivo Y91C nha. Con này thì RAM 2, bộ nhớ 32GB nha mọi người, pin trâu bò, ngoại hình đẹp. 690.000 Samsung Vivo, xin lỗi mọi người, Vivo Y91C 690.000 mã số 15. Mã số 16 cũng 690.000, mã số 16 và mã số 17 là hai con C7 RIM nha mọi người. Thì cấu hình C7 RIM mình đã review rồi ha. Là hai con này là máy full zin luôn nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha, ngoại hình có trầy có phẩy và có màu gold và màu hồng nha. Đồng giá là 690.000 một cây nha mọi người ơi. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha, màn hình đẹp không ám ố. Màn con nào cũng đẹp nha mọi người. Con này cũng vậy luôn. Màn đẹp không ám ố nha mọi người ơi. Thì con này để kỹ thì nó có một xíu phản quang bên trong nha mọi người. Còn lại là vẫn full chức năng hết. Chạy app, chạy công nghệ hoặc là cày game rất là ok đối với dòng Samsung J7 RIM này nha. Mã 16 và mã 17, 16 là màu vàng và 17 là màu hồng nha mọi người. Đồng giá là 690.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 là con Samsung J6 Lute, cũng RAM 3 bộ nhớ 32GB. Máy đẹp, ngoại hình đẹp. Máy đẹp, ngoại hình có trầy có phẩy nha mọi người. Màn hình cũng đẹp, không ám ố luôn. Để cho pin rất là trâu nha mọi người. Để cho mọi người con này giá cũng 690.000 luôn. Samsung J6 Lute 690.000, mã số 18. Tiếp theo là mã số 19 là 790.000 nha mọi người. Là con VS Max Joy 3, RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 5000, cực kỳ trâu bò. Hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn nha mọi người. 790.000 thì mọi người sở hữu được một con pin 5000 là rất là ok mọi người. Màn rất là đẹp luôn nha mọi người ơi, không ám ố luôn nè. 32GB nữa. Để cho mọi người con VS Max Joy 3 mã số 19 giá là của nó là 790.000 nha mọi người. Tiếp theo là 790.000 là mã số 20 Samsung J8. Con này là máy zin full, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Không ám ố luôn nha mọi người. Ngoại hình rất là đẹp luôn nha, 790.000, máy zin full luôn. Cam trước, cam sau rồi cực kỳ nét luôn nha. J8 RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người, mã số 20, ngoại hình đẹp. 790.000. Rồi, tiếp theo 790.000 mình có hai cây này nữa nha mọi người. Hai cây này là hai cây Vivo V9. Mã số 21 và mã số 22 nha mọi người. 21 là màu tím than, 22 là màu đen nha mọi người. Đồng giá của nó là 790.000 hai cây Vivo V9. Thì đây là cái Vivo số 21 này mọi người, màu tím than. Ngoại hình cũng có trầy có phẩy nha mọi người. Những con này sở hữu bộ RAM khá là ok nha mọi người. RAM 4 bộ nhớ 64GB luôn nha mọi người ơi. RAM 4 bộ nhớ 64 nha mọi người. Vivo V9 pin rất là trâu bò nha mọi người. Ngoại hình cũng khá là đẹp nha. Mã số 21 là màu tím, 790.000. Và mã số 22 là màu đen, cũng 790.000 luôn, cũng là Vivo V9 nha mọi người. RAM 4 nhớ 64 nha mọi người. Đồng giá là 790.000, mã số 21 và 22 thì là Vivo V9 nha mọi người. RAM 4 bộ nhớ 64GB, pin trâu bò. Mã số 23 là con Samsung A7 màu đen, máy đẹp keng full luôn nha mọi người ơi. 23. Đó, con này để cho mọi người giá là 890.000 nha mọi người. Mã số 23 Samsung A7 màu đen, máy đẹp gần như là mới luôn. Viền vứt đồ các kiểu, nó không có bị trầy luôn nha mọi người. RAM 4 màu nhớ 64GB, pin rất là trâu bò. Samsung A7 2018, RAM 4 màu nhớ 64GB nha mọi người. Cam trước cam sau nét nha. Rồi 890.000 mã số 23 nha mọi người.
Mã số 24 thì là 850 thôi nha mọi người ơi, vì ngoại hình nó không đẹp bằng cái con màu đen nha. Đó, con này 850 nha mọi người. Cũng là Samsung A7 2018, bản RAM 4 và nhớ 64 GB. Pin rất là trâu bò luôn nha mọi người. 850.000 mã số 24, mặt Samsung A7 màu đồng. Rồi, tiếp theo là 850.000 nữa là con Samsung C9 Pro nha mọi người, RAM 6 bộ nhớ 64 GB, máy zin full luôn nha mọi người. Nhìn máy vỏ viền là zin theo máy luôn. Mã số 25 nha mọi người. Samsung C9 Pro. Máy zin full luôn nha mọi người, để cho mọi người giá là 850.000 nha. C9 Pro nha mọi người, 850.000, 8 RAM 6 bộ nhớ 64 GB mọi người, hỗ trợ sạc tay si luôn nha mọi người, máy zin full. Mã số 25, 850.000. Tiếp theo là mã số 26 là Samsung A11 pin 4000, RAM 3 bộ nhớ 32 GB, máy zin full, màn hình bị phản quang. Mã số 26, giá của nó là 850.000 luôn nha mọi người. Đây, màn hình bị phản quang nha mọi người. 850.000 Samsung A11. Pin 4000 cực kỳ trâu luôn nha mọi người, hỗ trợ sạc nhanh luôn nè. Mọi người lấy con này chạy app Grab hay là gì đó rất là ok luôn nha mọi người. Mã số 26, RAM 3 và nhớ 32 GB, Samsung A11, 850.000. Tiếp theo là mã số 27 là Samsung Z7 Plus. Đây là dòng cuối cùng của Samsung Z7 nha mọi người, máy zin full ha. Con này RAM 4 bộ nhớ 32 GB. Máy chạy rất là mượt mà luôn nha mọi người, màn hình đẹp không ám ố luôn. Samsung Z7 Plus nha mọi người, ngoại hình khá là ok, có trầy có phải nhẹ nha. Mã số 27, giá 890.000, Samsung Z7 Plus. Tiếp theo là một cây máy zin full nữa là cây Samsung A20 nha mọi người. Đây là máy zin full luôn nha, mã số 28 cũng 890.000 luôn. Màn zin, màn zin, vỏ zin theo máy luôn nha mọi người. A20 RAM 3 của nhớ 32 GB nha. Pin 4000 nha mọi người, hỗ trợ sạc tay si luôn nha. Máy zin full, mã số 28 Samsung A20 890.000. Tiếp theo là mã số 29 nha mọi người. Con này thì giá chỉ 950.000 thôi nha mọi người. Đây là Realme 3 RAM 3 bộ nhớ 32 GB, ngoại hình đẹp keng 99% luôn nha mọi người. Màn hình thì có một đốm phản quang. Đây mọi người để ý kỹ nè, phản quang đây ha. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, Android 10 luôn nha mọi người. Máy cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp nha mọi người. Realme 3 950.000, mã số 29. Rồi, tiếp theo là mã số 30 nha mọi người. Mã số 30 là 980.000, đây là Huawei Nova 3i, RAM 428 GB nha mọi người ơi. Huawei Nova 3i nha. 980.000, mã số 30. RAM 428 GB. Ờ, cái này nãy mình test mình quên bỏ lắp lại cái case SIM rồi nha mọi người, chứ không phải là nó lủng lỗ đâu nha. 980.000 nha mọi người, Huawei Nova 3i. RAM 428 GB, chỉ với 980.000 mọi người sở hữu một bộ RAM khá là ok nha, 128 GB luôn nha mọi người. Máy chạy rất là mượt mà nha. Rồi, con này vẫn có CH Play nha mọi người, mọi người đừng sợ nha, vẫn còn CH Play để mọi người tải ứng dụng nha. Rồi, con này để cho mọi người 980.000. Mã số 30 ha. Rồi, mã số 31 là giá 1.1 triệu nha mọi người. Đây là con Oppo A7. Máy ngoài hình đẹp keng full luôn nha mọi người. Samsung A7 nha mọi người, RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha, chip Qualcomm 450 lỗi 8, RAM 400, RAM 4 bộ nhớ 64 GB, máy ngoài hình đẹp. Đẹp keng luôn nha mọi người ơi. Samsung A7. Mã số 31, giá là 1.1 triệu nha. Rồi, tiếp theo là 1.1 triệu là con mã số 32, đây là con iPhone 7G bản 32 GB, mất vân tay, còn lại là máy zin full. iCloud sạch bao mọi người, reset, giá chỉ 1.1 triệu thôi nha mọi người. iCloud sạch mọi người được reset thoải mái nha. Bản 32 GB quốc tế. Tình trạng pin đây. Pin 100 đã thay mới nha mọi người, đã thêm pin mới nha, vỏ ngoài rất là đẹp, màu đỏ đô rất là đẹp nha mọi người. 1.1 triệu iPhone 7G bản 32 GB.
Tiếp theo là 1,1 triệu nữa là con Viet Max Line nha mọi người, RAM 6 bộ nhớ 64GB nha mọi người. Viet Max Line nó bị nứt ngay cái đường đây một xíu nè. Máy zin full ha. Viet Max Line. RAM 6 bộ nhớ 64GB. Pin rất là trâu bò luôn nha mọi người. Pin cực kỳ trâu luôn, Viet Max Line nè mọi người. RAM 6 bộ nhớ 64GB. Pin trâu hỗ trợ sạc tay si sạc nhanh luôn, cam trước cam sau nét căng ha mọi người ha. Đây. Cho mọi người coi cái mình có một tay thao tác hơi khó nha mọi người. Cam trước cam sau đẹp nha. Đó. Rồi để con Viet Max Line này cho mọi người mã số 33, giá của nó là 1,1 triệu nha mọi người ơi, 1,1 triệu. Rồi tiếp theo là mã số 34. Cũng giá 1,1 triệu luôn nha mọi người. Đây là con Samsung A50 nha mọi người. Màn thì nó có hai đường trầy và mất vân tay. Nó có hai đường trầy mà nè, nha mọi người. Nè. Đó, hai đường trầy nha. Và mất vân tay. Samsung A50, RAM 4 bộ nhớ 64GB để cho mọi người giá 1,1 triệu nha. Hỗ trợ sạc nhanh tay si, con này chạy app cũng rất là mượt mà luôn nha mọi người ơi. Về chữa cháy nghe gọi chạy app rồi cực kỳ ok luôn. Samsung A50. Pin rất là trâu nha mọi người, sạc tay si sạc nhanh luôn nha. 1,1 triệu nha mọi người ơi, 1,1 triệu. Rồi mã số 35 là giá 1,2 triệu nha mọi người. Con này thì Samsung A11, máy zin full, RAM 4 bộ RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 4000, máy đẹp keng 99% luôn nha mọi người. Cam trước cam sau đẹp xuất sắc luôn. Đó. Máy zin full luôn nha mọi người, đẹp mới 99% luôn nha. Máy mã số 35, con này để cho mọi người giá 1,2 triệu nha. Rồi, tiếp theo là 1,350 triệu, cũng là con Samsung A30s nha mọi người, máy zin full, chỉ mất vân tay thôi. Màn hình rất là đẹp luôn nha mọi người. Mình giảm độ sáng lại nha. Màn hình cực kỳ đẹp luôn. A30s nha mọi người, 1,350 triệu. Máy chỉ mất vân tay thôi nha mọi người, RAM 4 bộ nhớ 64GB sạc tay si. Đẹp keng luôn nha mọi người. A30s 1,350 triệu nha mọi người, mất vân tay. Rồi, tiếp theo là mã số 37. 37 là ở đây mình có con Redmi nha mọi người, Redmi Note 8 mã số 37 nha mọi người. Để mọi người con này giá là 1,450 triệu nha, RAM 4 bộ nhớ 64GB, máy ngoài hình đẹp. Nha mọi người. Redmi Note 8 1,450 triệu nha. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Máy đẹp, màn đẹp luôn. Ngoại hình rất là đẹp luôn nha mọi người. Redmi Note 8 mã số 37 1,450,000 nha mọi người. Hỗ trợ sạc tay si luôn. Và cuối cùng và tiếp theo nữa là con Samsung A50s nha mọi người. A50s giá cũng 1,450,000, máy full zin, vân tay đầy đủ nha mọi người. 1,450,000 nha. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Mã số 38 A50S. Vỏ ngoài có nhăm nhăm do mang ốp đó nha mọi người. Mã số 38 giá là 1,450,000 thôi nha mọi người, 1,450,000. Và cuối cùng là con Samsung A8, RAM 6 bộ nhớ 64GB, máy cũng zin full luôn, chỉ có nắp lưng là mình mới thay mới thôi nha. Mã số 39 giá là 1,450,000 nữa nha mọi người. RAM 6 bộ nhớ 64GB, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Không ám ố luôn nha mọi người. Màn rất là đẹp luôn, không ám ố gì hết. Mọi người coi cam cũng cực kỳ nét luôn nè. Cam rất là đẹp nha. Đây là phần thông tin của máy đây. A8 Lut nha mọi người. A8 Lut 2018. RAM 6 bộ nhớ 64GB. Lưu trữ là 64GB nè mọi người. Bộ nhớ đây. A8 Lut. RAM 6 bộ nhớ 64GB nha mọi người.
Con này mã số 39 để cho mọi người giá 1.450.000 luôn nha. Rồi thì ngày hôm nay chỉ có nhiêu đây máy thôi. Anh em nào quan tâm và cần máy gì thì cứ alo và cho Phước qua số điện thoại là 0912731033 nha mọi người. Rồi, cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào gần thì ghé qua xem máy. Ở xa cọc trước giúp Phước 50.000, Phước sẽ giao máy nha. Hình thức đặt cọc là anh em chuyển khoản qua ngân hàng đều được, hoặc là anh em cọc bằng cạc điện thoại đều được nha mọi người. Thì ngày hôm nay chỉ có nhiêu đây hàng thôi. Thì cảm ơn mọi người đã xem clip của Phước ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.